Lúc anh chị chỉ quan tâm đến loa lớn, tại vì là nhìn là nó khủng, nó khổng lồ, nhìn nó rất là ưa con mắt. Nhưng mà để mà anh chị có thể là chơi hết cái cả cái công suất của một con loa lớn như vậy là phải cần một cái khoảng không gian khá là rộng. Mà nếu như nhà anh chị đang ở phòng trọ thì không thể nào mà xài được con đó ha. Thì những cái chiếc loa nhỏ sản xuất ra thì đây nó sẽ phù hợp với từng loại môi trường. Thì bác nào đang ở phòng trọ thì đây em đang có một cái con loa ha. Nó cũng vừa đủ để cho mình có thể là ăn nhậu vào cái dịp mà cuối tuần tầm khoảng là 4-5 người cho tới là chục người luôn vẫn được ha. Thì trên chiếc loa này nó có cho mình là một con bass 2 tấc này, một chép. Rồi, nó dàn nút vo chỉnh tùy mạch của nó thì nó cũng có cho mình là 10 nút. Đây ha. Thì cái bản này á thì nó sẽ update hơn nữa là nó sẽ có hiệu ứng vang echo cho mình xài ha, rất là dễ dàng chơi luôn ha. 2 micro mình cứ lắp pin, mình sạc pin cho nó là mình xài thôi anh chị ơi. Nó kết nối Bluetooth rất là dễ dàng. Con này là B52 Pro cho mấy anh chị. Rồi bây giờ em sẽ kết nối Bluetooth, em cho anh chị nghe thử tiếng nhạc của nó nha. Đây ha. Đúng môi trường thì sử dụng loa nó mới hết công suất được. Đó, chứ đem một cái con loa lớn vào thì nó rất là phí. Đây, đó, cho anh chị nghe thử lên thử tiếng nhạc nha. Đây. Đấy, vậy là mình đã có thể là hát karaoke ngay ở trên chiếc loa của mình rồi. Mà có thể là đem đi du lịch rồi nữa, rất là tiện lợi ha. Và chiếc loa này nó giá cả chỉ vài trăm cành thôi. Anh chị nào đang cần chiếc loa như thế này để hát cho phòng trọ nhà mình đó, thì cứ để lại comment cho em nha.